Quý khán giả đang theo dõi bản tin buổi tối của đài CBN trên băng tần 14.5. Và sau đây kính mời quý vị theo dõi phần tin Việt Nam. Đề xuất mới nhằm giảm bớt các vụ xâm hại tình dục trẻ em. Kính thưa quý vị, liên quan đến các vụ xâm hại tình dục trẻ em có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây. Vài đại biểu cử tri vào sáng ngày 27 tháng 5 đã đưa ra một số đề xuất bao gồm bắt buộc lao động công ích, công khai danh tính tội phạm và đặc biệt tiêm chất kháng testosterone khiến cho nồng độ testosterone trong cơ thể giảm xuống mức trước tuổi dậy thì nhằm làm giảm nhu cầu tình dục. Biện pháp này được cho là đã được áp dụng ở nhiều quốc gia. Bên cạnh đó, khi tiến hành lấy lời khai của trẻ bị xâm hại, cần có mặt của bác sĩ tâm lý, người giám hộ và cũng cần được ghi hình để dùng làm bằng chứng trước tòa án. Những người lấy lời khai phải quan tâm đến việc tổn thương tâm lý của trẻ em. Phòng chữ án, các vụ xâm hại tình dục phải bố trí thân thiện và bảo đảm bí mật hình ảnh của trẻ. Được biết, trong 4 năm qua, trên toàn quốc đã có gần 8.500 vụ với 8.700 trẻ bị xâm hại, trong đó xâm hại tình dục gần 6.500 vụ, hơn 850 vụ bạo lực. Nhiều trẻ bị xâm hại nhưng chưa được phát hiện kịp thời để giải quyết, nhất là hành vi bạo lực gây tổn hại về thể chất và tinh thần. 40 mét quốc lộ 91 bị sụp xuống sông Hậu. Sau 4 ngày rạn nứt, 40 mét của quốc lộ 91 đoạn qua xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú đã sụp xuống sông Hậu, khiến hàng chục gia đình phải di dời khẩn cấp. Ghi nhận vào sáng ngày 27 tháng 5, đoạn sụp xuống sông đã tạo vách thẳng đứng, ăn sâu vào bờ khoảng 10 mét, chiếm hơn 1/3 mặt đường. Vị trí nguy hiểm này cách chỗ sạt lở hồi tháng 9 năm 2019 khoảng 100 mét. Hiện nay vết rạn nứt tiếp tục lấn sâu vào nhà dân. Do đã có lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm và bố trí người túc trực để phân luồng giao thông, nên vụ sạt lở không gây thiệt hại về người, xe cộ và ghe tàu. Cơ quan chức năng hiện đang tiến hành di dời trụ điện và cáp viễn thông vào bên trong. Chính quyền địa phương cho biết do tình hình còn diễn biến phức tạp, nên lực lượng chức năng sẽ tiếp tục cho di dời khẩn cấp 27 gia đình khác đến nơi an toàn trong cùng ngày. Được biết, quốc lộ 91 dài 142 km, nối từ thành phố Cần Thơ đến cửa khẩu tỉnh Biên, tỉnh An Giang. Đây là một trong những tuyến đường huyết mạch của An Giang và các địa phương lân cận, cũng như giao thương với Cambodia. Khởi tố vụ án cán bộ cao cấp gây tai nạn chết người ở Thái Bình. 19 ngày sau khi người đứng đầu tỉnh ủy Thái Bình gây tai nạn giao thông, khiến cho một người tử vong và hai người bị thương, Công an thành phố Thái Bình đã khởi tố vụ án. Ngày 27 tháng 5, Công an tỉnh Thái Bình xác nhận thông tin nói trên và cho biết, người bị khởi tố đó là ông Nguyễn Văn Điều. Xin được nhắc lại, trước đó khoảng 18:10 ngày 8 tháng 5 trên đường Trần Thủ Độ, thành phố Thái Bình, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe hơi và một người đi xe đạp. Vụ tai nạn đã khiến nạn nhân 63 tuổi tử vong tại chỗ, hai người đi xe máy bị thương nặng. Không dừng lại, tài xế tiếp tục bỏ chạy về phía khu công nghiệp Phúc Khánh, khiến cho nhiều người dân bất bình đuổi theo. Bỏ chạy được khoảng 3 km, chiếc xe đã phải dừng lại sau khi tông vào chiếc cổng sắt của khu công nghiệp này. Theo người dân, người lái xe đã khóa cửa xe và ngồi cố thủ trong xe, không chịu bước ra. Đến khi có mặt cảnh sát, người này mới bị khống chế và được dẫn đi. Vẫn tin Việt Nam, đầu tư hơn 33.000 tỷ đồng cho cao tốc miền Tây. Cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu dự kiến sẽ được đầu tư hơn 33.000 tỷ đồng, hoàn thành vào năm 2026, góp phần thúc đẩy sự phát triển khu vực đồng bằng sông Mekong. Quy mô giai đoạn 1 của tuyến đường này dài 225 km, rộng 17 mét. Dự kiến sau khi hoàn tất các thủ tục, công trình sẽ được khởi công vào năm 2024 và hoàn thành vào năm 2026. Chính quyền cho biết, dự án nói trên ngoài việc phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, còn góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ, kết nối các vùng miền của Việt Nam và cũng đồng thời kết nối Việt Nam với một số quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á. Ghi nhận tại miền Tây, hiện có nhiều cao tốc đang được tiến hành xây dựng, trong đó tuyến lộ Tẻ - Rạch Sỏi dài hơn 51 km, kinh phí hơn 6.300 tỷ đồng
sẽ được thông tuyến vào cuối tháng 9. Cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận dài hơn 51 km, kinh phí 12.000 tỷ đồng sẽ được thông tuyến cuối năm nay. Cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ 23 km, kinh phí hơn 4.800 tỷ đồng sẽ được thông tuyến vào cuối năm 2021. Kính thưa quý vị, một bản tin về giải trí cho biết, dự án phim điện ảnh quay ngoài vũ trụ của Tom Cruise và NASA chọn đạo diễn Doug Liman thực hiện. Theo Deadline, ngày 26 tây tháng 5, đạo diễn của phim The Bourne Identity đã nhận lời tham gia dự án phim đầu tiên ngoài vũ trụ. Tom Cruise là người đề xuất mời Doug Liman. Hai người đã từng hợp tác trong phim American Myth vào năm 2017, thu được 135 triệu Mỹ Kim tại phòng vé. Đạo diễn Liman hiện nay bắt tay vào viết kịch bản sơ lược của bộ phim này. Jim Bridenstine, người phát ngôn của NASA, công bố dự án vào hôm 5 tháng 5 cho biết, dự định dùng trạm vũ trụ quốc tế ISS cách trái đất rất xa làm phim trường. Dù được xác nhận dự án còn phụ thuộc vào buổi phóng thử tàu con thoi Crew Dragon đưa các phi hành gia vào vũ trụ của Hoa Kỳ vào ngày 27 tháng 5 theo giờ địa phương. Từ năm 2000 thì các đoàn phi hành gia sinh sống và làm việc trên ISS. Nhiều người từng trả tiền để mua vé lên thăm trạm này. Tuy nhiên, Nga hiện nay là quốc gia duy nhất có khả năng đưa người đến ISS và trở về trái đất. Trước đó thì NASA cũng đã phải nhờ đến tàu con thoi Soyuz của Nga đưa các phi hành gia lên trạm không gian. Kính thưa quý vị, và một bản tin đặc biệt cho biết Archie Charles Williams, ngồi tù quan 37 năm, đã thể hiện tài năng ca hát tại cuộc thi America Got Talent. Thí sinh thể hiện ca khúc Don't Let the Sun Go Down on Me của danh ca Elton John. Nội dung là khuyên mọi người không quay lưng với nhau trong lúc khó khăn, mà dành tình yêu cho những ai đang lạc lối. Ban tổ chức đã tung video dự thi của Williams vào hôm 22 tháng 5, thu hút hàng trăm ngàn lượt xem trên mạng xã hội trong 24 giờ. Video trích từ tập đầu tiên, dự kiến phát sóng vào ngày 26 tháng 5 trên NBC. Trước phần diễn, thì Archie Charles Williams sinh năm 1960, đã kể lại câu chuyện phải ngồi tù quan đến 37 năm vì bị buộc tội hiếp dâm và dùng dao đâm một người phụ nữ vào năm 1982 ở Louisiana. Cảnh sát không tìm thấy vân tay của Williams tại hiện trường và có ba người làm chứng là ông vô tội. Tuy nhiên, Williams vẫn bị kết án, phải ngồi tù từ tháng 1 năm 1983 sau khi nạn nhân khẳng định ông là hung thủ. Trong tù thì ông đã ca hát để giữ cho tinh thần mình được lạc quan và vui vẻ. But losing everything is like the sun going down on me. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin buổi tối của đài CBN trên băng tần 14.5. Băng Châu xin kính chúc cho tất cả quý khán giả một buổi tối thật là ấm áp và vui vẻ với gia đình. Xin thân ái kính chào tạm biệt.